Hello ạ, đầu tiên uh, cho xin chào tất cả chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong uh, buổi uh, chiều review về thị trường ngày hôm nay Hôm nay uh, chúng ta có những câu chuyện để mà chia sẻ thì có vẻ như chúng ta cùng uh, xem qua một tí về câu chuyện của Covid-19 uh, đang diễn ra tại Hồ Chí Minh Tức là bây giờ cái câu chuyện về giãn cách xã hội cũng như là Covid-19 uh, đang diễn ra ở Hồ Chí Minh là chỉ thị uh, 15 cộng đúng không ạ À, điều này đã khiến cho những nhà đầu tư khi mà giao dịch, khi mà mở phiên vào thị trường ngày hôm nay thì một cái tâm trạng cũng hơi hết sức là lo lắng là liệu là thị trường có có bị điều chỉnh giảm hay không thì uh, phiên dịch ngày hôm nay đã có một cái câu khẳng định rất là vững vàng đó là thị trường không bị uh, điều chỉnh giảm và thậm chí là còn có nhịp kéo tăng và cái mức độ tăng thì cũng là cái vùng đỉnh uh, từ trước đến giờ rồi và đây một, một lần nữa nhé khẳng định lại cho chúng ta một câu chuyện là Thật ra COVID-19 chưa chắc đã là cái rủi ro thật sự lớn đối với thị trường chứng khoán. Nếu mà anh chị nhìn vào câu chuyện lần này, một lần nữa trên đồ thị mà Châu đưa chia sẻ ở đây thì chúng ta hãy cùng nhìn nhận vấn đề là chúng ta đã có được khoảng 4 phiên, bốn thời điểm COVID-19 xuất hiện, đó là thời điểm của tháng 4, thời điểm của tháng 8 của năm ngoái, cũng như là thời điểm của 2021, đầu năm nay với cả thời điểm tháng 4, tháng 5 còn bây giờ là thời điểm hiện tại thì thực tế ra ấy, là những câu chuyện bất ngờ về covid cũng đã xong rồi vì sao mình lại khẳng định như vậy bởi vì là những thành phố lớn như hà nội này uh, đà nẵng này bây giờ là đến hồ chí minh thì tất cả cũng đều có những cái ca covid là lây nhiễm trong cộng đồng do vậy là để mà chúng ta cầm cái thông tin nào xấu hơn nữa thì có vẻ như bây giờ cũng đã hết thông tin xấu hơn rồi và do vậy là cái đây là lý do tại sao mà dòng tiền sau một quãng thời gian điều chỉnh giảm vào đầu phiên sáng và cái lý do điều chỉnh giảm đầu phiên sáng cũng không không một phần không phải đến vì câu chuyện của covid đâu nếu mà anh chị tư nghĩ để tinh ý để thấy ấy, thì không phải là bị giảm bởi vì covid mà câu chuyện của của buổi sáng hôm nay thì áp lực điều chỉnh nó lại đến từ uh, sàn hose uh, thì, thì bị nghẽn uh, sàn hose hose bị nghẽn à, uh, vào buổi sáng một tí À, chứ không không hẳn là là liên quan đến covid nhiều và đến phiên giao dịch cùng tầm buổi chiều ấy thì thì rõ ràng là cái đề đà tăng một câu chuyện mua mua quay trở lại thị trường à, nhìn chung là chúng ta có một cái nhìn nhận rất là rõ đó là thị trường không không bị điều chỉnh giảm đúng không ạ và nếu mà trường hợp mà mua bán ấy, à, chúng ta có đầu tư và và nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu được hay không thì quan điểm của mình là khẳng định là thật ra mọi mọi yếu tố thị trường vẫn hết sức bình thường và không bị ảnh hưởng một tí nào đến à, đến câu chuyện giao dịch của chúng ta trong trong thời điểm trước đây cả và đây cũng điều này đã khẳng định rất rõ nhưng mà trong room tư vấn của châu cũng nó rất rõ yếu tố này khi là chúng ta cứ khi mà cả những câu chuyện điều chỉnh ấy, cứ mua lên và thậm chí là khuyến nghị mua long và khuyến nghị mua long và có thể là nắm à, nắm nắm long trong một giai đoạn chứ không hẳn là cứ phải là bán à, trong thời điểm cuối ngày thì đây là yếu tố mà mình có thể đánh giá là với thị trường nhìn chung tâm lý à, câu chuyện covid không ảnh hưởng đến thị trường nhiều và thậm chí là hôm nay là phiên giao dịch mà cũng mang cái yếu tố về về thanh khoản cũng tăng đột biến và đây là lý do mà khiến cho chúng ta cảm thấy là không không có điều gì mà có thấy quá lo sợ và trong thị trường lần này cả à, khi mà chúng ta nhìn vào bức tranh tâm lý à, bức tranh của thị trường thì cái câu chuyện này nó càng càng, càng thể hiện rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào hệ thống chỉ báo tâm lý của thị trường của HSC nhé anh chị có thể thấy rõ là gì ạ đó là mặc dù ấy là câu chuyện của covid nó đã có là đúng. Tuy nhiên là dòng tiền không 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 giảm đi quá nhiều và thậm chí là nó còn áp lực kéo lên trở lại Tức là không không bị giảm đi quá là nhiều đâu. À, với câu chuyện của của với câu chuyện của các chỉ số lớn cũng như là cái dòng tiền lớn à, lao vào thị trường lần này, chúng ta vẫn đang ở trong một cái giai đoạn khá là dài. Từ giai đoạn của ngày mùng mùng 10 tháng 5 đến bây giờ là giai đoạn mua lên đối với chỉ số VN30. À, câu chuyện kéo trụ thì vẫn có và cái yếu tố mà dẫn cho câu chuyện lan tỏa theo thanh khoản về vốn hóa và lan tỏa theo thanh khoản cũng đến vào thời điểm ngày hôm nay khi mà những cổ phiếu lớn như HPG này cổ phiếu của nhóm ngân hàng đặc biệt là nhóm Midbank cũng như là cổ phiếu câu chuyện lan tỏa theo là thanh khoản cũng đều khẳng định một yếu tố là gì ạ đó là thực ra thị trường không quá xấu nhé à, chúng ta vẫn không chưa chưa phải hết sức quá lo lắng về cái áp lực của thị trường lần này đâu và thể hiện qua cái câu chuyện là cái dòng tiền long ấy ở khi mà họ lo bên phái sinh vn 31 m ấy, cứ lo đều và cứ tăng chúng ta hãy cùng bóc tách một số yếu tố chi tiết hơn nào đầu tiên là nhìn về câu chuyện về xác suất đầu tư ngắn hạn thì quan điểm của cái, chỉ báo này ấy, là khi mà chúng ta ở trong hai vùng gọi là vùng quá mua à, và và vùng quá bán thì lúc này là lúc mà chúng ta bắt đỉnh bắt đáy thôi còn cái trong cái giai đoạn hiện tại ví dụ như là giai đoạn mà đang lừng cừng như thế này này thì bây giờ cái quan điểm của chúng ta sẽ là bán theo đà tăng à, ví dụ như thời điểm hiện tại đi À, thị trường vẫn đang còn nhiệt tăng thì chúng ta không có tội gì mà chúng ta phải đoán đỉnh cả mà chúng ta có thể bán thế là tăng của chỉ số ví dụ như là thời điểm hiện tại là đang ở vùng giá 22, 2% trăm và câu chuyện của dòng tiền một tháng trở lại đây là đi một rất là ngang rất là đều cái khác là chúng ta đang tìm được một cái điểm hỗ trợ mới tại ngay cái vùng giá ngày hôm nay cùng một phiên giao dịch của ngày cuối tháng 5 thì rõ ràng là câu chuyện và thị trường của tháng 5 ấy là câu chuyện mà bây giờ chúng ta có thể có thể thở phào và chúng ta có thể nói là câu chuyện là Uh, thị trường tháng 5 uh, đã chính thức là chốt lại là một cái tháng 5 rực rỡ và bây giờ chúng ta hãy nói về câu chuyện của, của thị trường tháng 6 thì chúng ta nhìn qua câu chuyện về đà lan tỏa thì vốn hóa này uh, theo thanh khoản này và chúng ta có thể thấy một số yếu tố mà cũng khá quan trọng ở trong giai đoạn này đặc biệt là câu chuyện lan tỏa thêm vốn hóa thực tế ra bây giờ mua những cổ phiếu mà đã tăng nóng ấy, uh, gọi là tăng nóng rất là dạo tăng liên tục và không không ngừng nghỉ ấy, và tiếp tục là trở thành trụ ra thị trường thì lúc này có vẻ như hơi khó khi mà hầu hết các cái chỉ báo cũng đã ở cái vùng ở vùng vùng đỉnh hết rồi và cái yếu tố lan tỏa thanh khoản không hề xuất hiện tức là cái những cổ phiếu nào khỏe thì nó cứ khỏe còn những cổ phiếu nào mà yếu thì cứ thế mà yếu thôi do vậy là chúng ta cần phải sức lưu ý trong yếu tố này tức là nếu mà trường hợp của chúng ta cần bước chân ra ngoài cái cái phạm vi an toàn của những cái cổ phiếu mà kém thị trường trong thời gian qua thì chúng ta rất dễ là gặp phải trạng thái là thua lỗ nhé đặc biệt là câu chuyện về cái vốn hóa thị trường đi toàn thị trường đi thì cái câu chuyện chờ mua này và chờ bán đấy, có thể thấy rõ là câu chuyện là chờ mua chờ bán được tách biệt nhau rất là hẳn uh, tách biệt hẳn nhau ra uh, khi mà dòng tiền chờ mua thì cứ chờ và dòng tiền chờ bán thì họ lại không không có lý do để họ bán ra mà họ đang cố gắng đợi đợi một cái vị thế tốt hơn để bán tức là sao ạ à, hai bên vẫn đang khá là thận trọng ở trong cái vị thế toàn thị trường mà với một số cổ phiếu đơn giản thôi thì chúng ta mới có quyền là kỳ vọng mua lên ví dụ là dòng banh này uh, dòng chứng khoán này hay là dòng thép ngày hôm nay còn câu chuyện mà chỉ trọng chờ mua và chờ bán cái thanh khoản thì thế nào à, Với câu chuyện lan tỏa thì không có. Nói cách khác là chúng ta phải rất rất khéo léo khi mà lựa chọn cổ phiếu vào thời điểm này. À, nếu mà trường hợp mà muốn à, được cổ phiếu tốt thì chúng ta cần phải à, cần phải rất khéo ở trong câu chuyện là phải thứ nhất là phải dự lựa vào cái dòng banh à, hoặc là dòng dòng ngân hàng hoặc là dòng chứng khoán hoặc là dòng thép hoặc là chúng ta phải ưu tiên à, quan sát với những cổ phiếu còn lại chứ không mở lung tung được đấy là cái điều mà chúng ta có thể xác định đầu tiên với thị trường ngày hôm nay. yếu tố thứ hai của thị trường đấy là không thể bỏ qua câu chuyện về nhóm ngân hàng đúng không ạ? Nếu mà nhìn vào thị trường hôm nay mà bỏ qua nhóm ngân hàng là một câu chuyện sai lầm. À, khi mà nhóm ngân hàng là cổ phiếu mà đang kéo thị trường rất mạnh và và thậm chí là vượt qua tất cả những cái kỳ vọng của nhà đầu tư trong ngày hôm nay, đặc biệt là những trong những thời thời điểm mà thị trường Covid rất quan trọng, ví dụ như là cổ của VCB này, BID này, CTG này. Techcombank hay là VBank, toàn những cổ lớn và ở vị trí uh, rất là mạnh, uh, rất ở vị trí mà thật sự là đang kéo dẫn dắt yếu tố tâm lý của thị trường. Thứ hai là khi mà câu chuyện Covid xuất hiện thì không thể không kể đến một yếu tố đó là câu chuyện của FPT. Uh, khi mà nhóm công nghệ thông tin dẫn dắt, khi mà chúng ta có những câu chuyện về giãn cách xã hội này, uh, chúng ta có những câu chuyện về liên quan đến uh, Covid-19 này thì bao giờ những câu chuyện về liên quan đến À, những cái nhóm công nghệ hỗ trợ làm việc từ xa lại bắt đầu quay trở lại và đó là lý do tại sao mà mình lại đánh giá fpt thời điểm này rất tốt thứ ba là nhóm ngành dịch vụ tài chính cũng là những cái bộ đôi những cái cặp đôi hay cặp ba mà chúng ta đã đã nhìn nhận vào thời điểm của thị trường năm ngoái à, nếu mà trường hợp mà anh chị nhớ thì chúng ta đã chia sẻ thời điểm năm ngoái đó là thời điểm của những cổ phiếu của, của những cổ phiếu về công nghệ những cổ phiếu về ngân hàng những cổ phiếu và tài chính thì bây giờ những cái cổ phiếu này lại tiếp tục quay trở lại thị trường với những câu chuyện về ssi hay là VCI hay là HCM ba nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường ngày hôm nay hay là nhóm tài nguyên cơ bản, thế tài nguyên cơ bản cũng có một yếu tố rất quan trọng khi mà liên quan hầu hết đến những cổ phiếu ví dụ như là HPG này, HSG uh, này, uh, TBN hoặc là DHC hoặc là Fubina. nhìn chung thị trường thời điểm này nếu mà trường hợp đang được uh, hỗ trợ bởi nhóm trụ thì cái nhóm trụ này ấy, có thể nói một câu chuyện là rất đậm đậm chất Covid ở trong giai đoạn này. Uh, toàn là những cổ phiếu mà trước đây tăng vì covid và bây giờ quay trở lại là nhóm ngân hàng hội thông tin uh, dịch vụ tài chính và tài nguyên cơ bản và nếu mà chúng ta nhìn lại yếu tố này thì có thể khẳng định một điều một lần nữa đó là thị trường không 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 quá xấu và thị trường thậm chí là còn yếu tố uh, khẳng định câu chuyện là nhờ covid mà chúng ta mới thấy được là cái dòng tiền vào thị trường đang mạnh mẽ như thế nào thì do vậy là một, một lần nữa mình có, có thể khẳng định là thị trường uh, có nhiều cơ hội để chúng ta có thể giao dịch trong những cái thời điểm hiện tại và cũng chưa có yếu tố mà yếu đi bởi Covid gì cả à, Nhìn vào một số cổ phiếu ngày hôm nay à, Một số cổ phiếu đại diện thì chúng ta có cổ của Techcombank Cổ của Vbank, HPG, VIX hoặc là FPT Ngoài ra thì cái câu chuyện tích cực thì có câu chuyện của Vinamilk Tiêu cực của VGC, à, VRE, Sabeco và Gas Thế Chúng ta hãy cùng xem một số cổ phiếu trụ nhé Đầu tiên là hãy xem trụ của Vinamilk Vinamilk thì thật ra nếu mà nhìn vào cái xu hướng của, của thị trường thì là đây là xu hướng giảm, à, không ai có thể nói đây là xu hướng tăng được đúng không ạ? Đơn giản là chúng ta có vùng đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước đó và bây giờ là chúng ta có những nhịp hồi bằng những kỹ thuật và sau đó là vùng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Thì thực ra, thực ra có thể Châu có thể khẳng định là Vinamilk không phải là cổ phiếu xấu. À, đây là một cổ phiếu rất tốt xét về cả mặt cơ bản, à, xét về cả mặt doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng mà một cổ phiếu mà thật sự chưa hấp dẫn khi mà thiếu cái dòng tiền tham gia. À, đây là lý do tại sao mà một thời gian rất dài à, FPT à, xin lỗi là của Vinamilk chưa chưa có nhịp tăng trưởng trở lại được mặc dù là đã xác lập được cái mẫu hình hai đáy đảo chiều này về này nhưng mà thật ra về kép này hơi vội khi mà đây là hai đáy một đáy nhỏ, một đáy, nhỏ một đáy lớn câu chuyện này khá là vội khi mà một đáy nhỏ một đáy lớn tăng trưởng giá à, thứ hai là nhìn vào câu chuyện của Vinamilk lại còn thấy câu chuyện của uh, cái chỉ báo của Fibonacci thì cũng thể thấy là nó đang bị giảm khá là sâu ngay ở cái vạch vàng cách khác là hiện nay Vinamilk vẫn chưa chưa đủ cơ hội để mà tăng trưởng trở lại Ít nhất là trong ngắn hạn à, Đó là với cổ Vinamilk Nhưng ngược lại thì chúng ta có một cổ là cổ TCB à, Cổ phiếu TCB ngày hôm nay thì đã rời xa cái điểm gọi là điểm cảnh báo chốt lời Năm vùng 50 từ rất lâu rồi Nói cách khác là chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội và nhiều kỳ vọng với TCB thời điểm này Và thậm chí là, là đến thời điểm này thì có vẻ như chúng ta hoàn toàn có cơ hội tiếp tục mua lên với TCB À, nếu mà chúng ta kể về những cái vùng phản ứng giá nhé, à, vùng extension của Fibonacci nhé Thì bây giờ TCB của Fibonacci nó sẽ lên cái vùng ít nhất là phải 57.6 Thì đây là một số yếu tố mà mình đánh giá là TCB vẫn còn đang rất tích cực à, Đặc biệt là những cái nhóm banh, nhóm ngân hàng lớn, ví dụ là CTG này à, Hay là cổ của MB Bank này à, Hay là cổ của những cổ, hầu hết là những cổ mình đánh giá là khá là ok đấy ngay của, của Vbank này cũng bây giờ bắt đầu tăng trưởng tiếp tục là từ cái thời điểm của vùng giá 40 41 mà kéo lên vùng gần 70 nó trong ngắn lắm ít nhất là trong thời điểm tháng 5 là đã kéo lên rồi ngoài ra thì cái nhau dòng dòng mít banh hay là dòng cổ phiếu của ngân ngân hàng vừa và nhỏ thì cũng có tăng tăng trưởng đáng kể vào hôm nay ví dụ là ACB đi. ACB hôm nay tăng một trường một cây gần gần trần hay là Liên bank Postbank đi. cũng tiếp tục là tăng một cây gần trần à, nhiều cổ phiếu mà VIP đi, cũng tăng tương tự như vậy và nếu anh chị để ý thấy là hầu hết là xuất thân từ nhóm ngân hàng à, Chúng ta có cổ phiếu của FPT FPT cũng là một cổ thật sự tốt mà cho đánh giá là nên có trong danh mục à, Vì sao lại như vậy? Nếu chúng ta nhìn thấy này à, Chạy lên tạo nền, này. tạo nền Sau khi tạo nền xong để tiếp tục là kéo lên tạo nền giá Và tiếp tục là kéo lên tạo nền giá à, Đây, với FPT thì không thể không có đúng không? Chúng ta có một cổ khác nữa Cổ của, của HPG HPG ngày hôm nay là chia à, Được chia khá là xa Chia hẳn về giá 52.7 à, 30 mấy phần trăm 35% nhưng mà cuối cùng là tăng trưởng trần thì với một cây thanh khoản giá cực kỳ cao như thế này thì có thể khẳng định một câu chuyện là thực ra với HPG cơ hội vẫn còn và vẫn còn cơ hội để mua lên với cổ HSG cũng thế hay là cổ của Nam Kim cũng thế nói chung là nhóm ngành thép toàn là những cơ hội tốt đang nằm ở khu vực này ngay cả với SMC đi hay là thép tiến lên TLH chỉ có TLH thì hơi yếu một tí là xong trong giai đoạn vừa rồi TLH bị tác động khá là mạnh bởi Covid trong khi đó là những cái cổ phiếu mà uh, của dòng 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 ngành thép ấy thì bây giờ vẫn còn đang tăng rất là tốt và chúng ta cũng không thể bỏ qua nha. À, nhìn chung là ngoài thép ra thì còn có nhóm của tài chính là nhóm của à, cổ phiếu chứng khoán ví dụ là FCM, à, tiếp tục là bứt phá một cái tăng trưởng mạnh hay là SSI cũng tương tự như vậy vci hôm nay cũng tăng gần trần thực tế ra là có vẻ như covid đã khiến cho dòng tiền được điều hướng một cách tốt hơn đấy à, dòng tiền đang chuyển dần sang nhóm về tài chính à, khi mà được ủng hộ và hỗ trợ bởi covid là thứ hai là chuyển sang nhóm cổ phiếu À, liên quan đến phục hồi hậu Covid là nhóm tài nguyên cơ bản hay cụ thể hơn là nhóm ngành thép. Ok, thì chúng ta nhìn nhận về thị trường một một quan điểm buổi chiều ngày hôm nay là như vậy. Thực tế là thị trường không xấu, thậm chí là còn ghi nhận là đây là một điều kiện tốt cho thị trường của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tiếp tục có thể giải ngân và có thể là nắm cái vị thế mua trong thời điểm này nhé. Ok, thì đó là một số nhìn nhận ngày hôm nay. À, xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi và cũng xin chúc cả nhà tránh cùng an toàn và cùng thực hiện tốt 5 k để cùng nhau tránh khỏi câu chuyện covid đang diễn ra trong thời điểm gần đây nhé à, xin cảm ơn và xin hẹn gặp anh chị các bạn trong bài video lần sau ạ xin chào tạm biệt